Không hiểu. Phải hiểu nó làm, phải hiểu nó làm gì cũng được. Tôi có biết. Thầy mức phạt có biết là lo cái ngọn, quên mất từ cái góc đó, cái góc đó. Đó, cái góc đó.
đâu các bạn mình lo nó Yeah.
Rồi con dạy cái tiếp tục nữa ha. Dạy cái tiếp tục nữa.
này đi chứ không phải ngoài đi. Cái tầng này đi chứ không phải ngoài đi. Đúng rồi đây rồi. Đúng rồi đó bạn không? Nhiều có khí được khai tay ha. Thôi, đó chỉ có đúng rồi.
thằng Năm mà lùi vô đất được như mình đó, nó đau cái hậu thân rồi. Rồi nó quýt lại cái là sao? Nó chặt đứt luôn. Chứ nó không phải dơ vậy, nó chặt. Ờ, nó gặn cái rồi. Con cầm nó nhìn rút cái chân nó nhảy lên. Cái này là cái này là cái này.